Chào mừng mọi người đã đến với La Academy by Transform Group. Đây là video đầu tiên nằm trong chuỗi 6 video hướng dẫn về Lab Meeting và cho mọi người có một cái cách nhìn tổng quan và cũng như là các cái hướng dẫn cụ thể để có thể áp dụng Lab Meeting này vào trong việc hội họp ở doanh nghiệp ha. Thì ở đây mình có list ra 6 cái đề mục chính ở trong cái 6 video mà series này cung cấp tới thì mọi người có thể thấy. Chúng ta sẽ đi tới các phần cơ bản như là Lab Meeting là gì, cách sử dụng Lab Meeting cho tới những cái phần như là cách mà sử dụng hiệu quả trong cái phối hợp công việc này, về quản lý dành cho người hot này, rồi về lưu trữ. Nó có một cái tính năng khá là hay ở đây là Lab Minus, mà khi chúng ta quay những khi chúng ta có những cái cuộc hẹn quan trọng thì nó sẽ có cái chế độ ghi lưu lại cho mình, rồi sau đó khi mà cái cuộc họp nó hoàn tất thì chúng ta có thể vô lại để xem và cũng như là take note một số những cái thông tin quan trọng, hoặc có thể dùng Lab Webinar ha. Đối với những công ty doanh nghiệp hoặc là những cái buổi workshop họ có số lượng nhân viên khá là lớn thì chúng ta có thể dùng Lab Webinar vì nó hiện tại đang hỗ trợ lên tới 10.000 người, hơn 10.000 người ha. Thì đây là về hôm nay chúng ta sẽ đi về cái bài đầu tiên là bắt đầu sử dụng Lab Meeting này. Thì cái Lab Meeting này chúng ta có thể gọi ngay ở trên group chat giống như Messenger, hoặc là có thể đặt lịch ở trên calendar ha. Thì khi mà đặt lịch đến ngày á thì nó sẽ hiện ra ID này, hiện ra thông báo cho chúng ta để chúng ta có thể vô một cách nhanh chóng nhất. Ở đây nó đang có hai bản là bản free và bản pro, thì nó sẽ tương ứng với lại 60 phút gọi và 24 giờ tối đa này, và tối đa 50 người tham dự cho đến hơn 500 người tham dự ha. Thì đây là cái màn hình giao diện lúc mà chúng ta đăng nhập, hoặc là lúc mà chúng ta join vô những cái cuộc họp trên trang web. Thì những bạn nào mà chưa tham gia cuộc họp ở trên trang web những bạn nào mà chưa có tài khoản của Lab mà vẫn muốn sử dụng cái join meeting này thì vẫn được ha. Các bạn chỉ cần nhập ID vô trong đây là nó sẽ có thể join vô cho mình được, hoặc là cũng có thể vô tải Lab về và sử dụng ở trên phần mềm cũng được ha. Thì hiện tại nó đang hỗ trợ khá là nhiều các cái nền tảng, từ điện thoại, từ Android cho đến Apple cũng như là tới MacBook, thì mọi người có thể thoải mái dùng đồng bộ trong hệ sinh thái của mình ha. Thì ngoài ra những cái thông tin trên thì nó còn có một số cái khá là hay, giống như là real time này, auto translation này, tự động dịch khi mà mình lấy ví dụ ha, khi mà đối tác của bạn là người nước ngoài và khá là nhiều nước thì mình có thể bật những cái như này, auto translation, nó dịch tự động, ví dụ đó là nước Anh hoặc là Ấn Độ gì chẳng hạn, mình chuyển về dịch tiếng Việt thì nó sẽ chuyển vào và mình có thể xem subtitle và trực tiếp luôn ha. Thì trên đây là toàn bộ các thông tin về cơ bản về Lab Meeting ha. Nếu các bạn thấy hữu ích thì cho tụi mình xin một like, một share cũng như là comment xuống phía dưới những cái thông tin mà các bạn cần hỗ trợ ha. Tụi mình sẽ cố gắng phản hồi và cũng như là ra những cái video mới để hỗ trợ các bạn ha. Chào các bạn nhé.